những món quà ý nghĩa nhất để mua dành tặng cho ông bà, người thân hay mua cho chính căn nhà của bạn, đó chính là nhang ngải cứu cao cấp này. Hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu giúp ông bà, người thân của bạn dễ lạc quan và tập trung trong mọi hoạt động thiền và thư giãn. Cho dù là người mới bắt đầu hành trình thiền hay là một người thực hành lâu dài, nhang ngải cứu sẽ làm tăng trải nghiệm của bạn. Hương nhang sẽ mang đến không gian yên bình, giúp cho ông bà, cha mẹ của bạn có một giấc ngủ ngon, kích thích tư duy sáng tạo, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, mùi hương đặc trưng của ngải cứu có khả năng đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ tốt. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn tăng thêm sự thoải mái khi ông bà hoặc trẻ nhỏ ở trong nhà. Ngày nay đã ứng dụng nhiều trong vật lý trị liệu. Theo các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhang ngải cứu có chứa các hoạt chất có khả năng chống lại vi khuẩn và nấm, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và các vấn đề về da. Nhanh tay mua ngay hôm nay, đang có chương trình ưu đãi cuối năm cực hấp dẫn.